xin phép tất cả các bạn và các em, thầy sẽ chữa đề thi tốt nghiệp trung học quốc gia năm 2020 với mã đề 224. Và hiện tại bây giờ thầy là người chữa đầu tiên tại Việt Nam mã đề này, và hôm nay thầy sẽ chữa dành cho tất cả các bạn và các em. Câu số 41 ạ. Câu số 41. Câu số 41. À từ từ thầy lấy lại cái bút. Các bạn đợi thầy tí ạ. Rồi. Câu số 41 ạ. Polymer nào sau đây chứa nguyên tố nitơ? Đề bài hỏi chúng ta là polymer nào sau đây chứa nguyên tố nitơ, thì chắc chắn nó là anh polyacrylon nitrin, tại vì nó có công thức là CH2 nối đơn CHCN tất cả N lần, thì polyacrylon nitrin chứa nitơ, nên đáp án của câu số 41 đó là đáp án B, bỏ. Đáp án câu 41 là đáp án B, bỏ. Câu 42 ạ. Chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch H2O4 đặc nóng sinh ra khí SO2? Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch H2O4 đặc nóng sinh ra khí SO2? Ok ạ, tất cả các mã đề còn lại thì thầy cập nhật đáp án ở trên fanpage ạ. Ngay trên fanpage của thầy là có cập nhật đáp án của tất cả các mã đề còn lại. Và tất cả các đề nhá, các em có thể lên trên fanpage của thầy để lấy. Nhưng mà bởi vì là cả 24 cái đề này này thì là nó chỉ thay số nhau thôi. Được chưa? Thì tất cả những cái câu này nó đều tương tự nhau và nó chỉ thay số và thay cái cách hỏi thôi, nên hoàn toàn các em có thể xem cái cách giải của câu mã đề 24 này để có thể focus, có thể là nhân lên ở những cái mã đề của mình nhá. Câu 42 ạ. Chất nào sau đây phản ứng với H4 đặc nóng sinh ra khí SO2 các em nhá? Thì để sinh ra khí SO2 thì nó phải là còn tính oxy hóa. Đúng không? Còn tính khử ạ, còn tính khử. Thì ở đây là sắt dương 3 là tính oxy hóa này, sắt dương 3 là phun oxy hóa rồi. Sắt dương 3 là phun oxy hóa, vậy chỉ có đây là sắt dương 2 này là còn tính khử. Và bởi vì sắt dương 2 là còn tính khử nên chắc chắn 100%, đúng chưa? Chất phản ứng với dung dịch H4 đặc nóng mà sinh ra khí SO2 nó là đáp án D, FeO. Ok nhá. Câu số 43. Câu số 43. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ? Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ? Thì để cho quỳ chuyển thành màu đỏ ấy thì nó phải là dung dịch có tính axit, đúng không em? Và dung dịch có tính axit ở đây thì anh KOH là dung dịch kiềm, anh NaCl là muối, đúng không? Anh C5H là không làm đổi màu đỏ. Vậy đáp án đúng là đáp án A. Thầy dự rằng là những cái câu này sẽ có rất rất nhiều bạn bị sai ngu nhá. Thế nên là các bạn cần phải theo dõi ở trong này để xem là mình nhớ lại xem là câu nào mình sai ngu không. Và các bạn hoàn toàn, những bạn nào mà đã chép lại đáp án ấy, những bạn nào mà đã chép lại đáp án thì hoàn toàn các bạn có thể mở đáp án ra và các bạn check với mã đề 224 này. Câu số 44 ạ. Kim loại nào sau đây không phản ứng được với COS4? Thì không phản ứng được với dung dịch COS4 ấy thì nó là anh nào? Thì nó phải là anh mà có tính khử yếu hơn đồng. Thì anh mà có tính khử yếu hơn đồng đó là anh bạc, chỉ có bạc mà thôi. Câu 45. Chất nào sau đây là đồng phân của glucose? Thì đồng phân của glucose thì lại đơn giản quá, đúng không ạ? Thì glucose thì nó sẽ có đồng phân là cùng với anh nào? Thì glucose và fructose thì nó là hai cái thằng đồng phân của nhau, đúng không ạ? Glu và fruct nó là hai thằng đồng phân của nhau. Vậy thì rất là dễ, rất là đơn giản thôi ạ. Đáp án đúng của chúng ta là gì? Đáp án đúng của chúng ta nó là anh fructose. Câu 47 ạ. Những cái câu này rất là dễ. 47 ạ. Kim loại sắt tác dụng với H2S4 loãng sinh ra khí hydro và muối nào sau đây? Thì Fe tác dụng với H2SO4 loãng thì nó sẽ tạo thành là FeSO4 cộng với lại H2. Vậy mình sẽ có là muối sinh ra nó là muối FeSO4 các bạn nhé. Muối sinh ra là muối FeSO4. Câu số 48 ạ. Kim loại nhôm tác dụng được với dung dịch chất nào sau đây mà sinh ra AlCl3? Kim loại nhôm tác dụng được với chất nào sau đây mà sinh ra AlCl3? Thế nên nó chỉ có thể là nhôm tác dụng HCl thôi, đúng không? Bởi vì nhôm tác dụng với lại HCl để tạo thành AlCl3 cộng H2. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi cái buổi live stream này của thầy. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em đang theo dõi buổi live stream này có thể tác giúp thầy tất cả các bạn đã đang làm các cái mã đề 224 vào đây được không ạ? Bởi vì ở đây là thầy đang live stream chữa chi tiết cho mã đề 224. Câu 49. Chất nào sau đây có khả năng làm mềm được nước vĩnh cửu? Mềm nước cứng vĩnh cửu. Thì chất mà làm mềm nước cứng vĩnh cửu thì chỉ có thể là Na2CO3 mà thôi, bởi vì Na2CO3 là cái chất mà có thể làm mềm tất cả mọi loại nước cứng. Câu 50 ạ. Ở trạng thái cơ bản, số E lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là? Ở trạng thái cơ bản, cái chỗ này lúc nãy có rất nhiều bạn làm sai ở cái câu này.
Không biết là các bạn có bị làm sai không? Câu này sẽ có khá nhiều bạn bị lừa đấy ạ. Bị lừa phỉnh ở đây. Kim loại kiềm là thuộc nhóm 1A. Và do là nó là kim loại kiềm một nhóm 1A nên số E lớp ngoài cùng của nó chỉ có mấy thôi ạ? Chỉ có 1 thôi các bạn nhé. Chỉ có 1 thôi ạ. Câu 50 đáp án A. Câu 51 ạ. Công thức cấu tạo thu gọn của anhydride formic là gì? Thì anhydride formic là anh anhydride nằm ở đầu dãy đồng đẳng nhá. Và bởi vì nó là anh anhydride nằm ở đầu dãy đồng đẳng nên công thức cấu tạo của nó chỉ có thể là HCSO. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Hay không ạ? Thực ra thầy nghĩ là cái đề này khá là hay. Nó phân mức rất là tốt và có thể giúp đỡ cho tất cả, có thể giúp đỡ cho cái sự phân lập trong cái năm nay cực kỳ cao. Câu 52 ạ, chất nào sau đây là chất béo? Chất nào sau đây là chất béo? Thì mình có glycerol không thể là chất béo được, sen cũng không phải chất béo, metinacetat cũng không phải chất béo, mà đáp án đúng chúng ta là đáp án A, triolein. Triolein là chất béo ạ. Câu 53 ạ, kim loại nào sau đây không phản ứng với HCl trong dung dịch? Kim loại nào sau đây không phản ứng với HCl trong dung dịch? Thì lưu ý rằng là những kim loại mà không phản ứng với HCl thì nó phải đứng sau hydro trong dãy điện hóa. Đúng chưa? Vậy thì nó chỉ có thể là anh đồng thôi, bởi vì đồng đứng sau hydro trong dãy điện hóa các bạn nhé. Câu 54 ạ, kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ? Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ? Thì kiềm thổ, cái câu này thầy đã dạy rồi. Câu này trong đề thì có, đúng không ạ? Bé mang cây súng bắn ruồi. Bé mang cây súng bắn ruồi. Vậy kim loại kiềm thổ ở đây của chúng ta nó là anh canxi. Ok nhá. Câu 55 ạ. Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch NaOH sinh ra khí hydro? Thì chất mà tác dụng được với dung dịch NaOH ấy mà sinh ra khí hydro ấy thì nó chỉ có thể là anh gì ạ? Không thể là AlCl3 được. Không thể là Al2O3 được, cũng không thể AlOH 3 lần được, mà nó chỉ có thể là nhôm thôi. Đáp án đúng chúng ta nó là đáp án B, bò. Câu 56 ạ. Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh hơn kim loại kẽm? Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh hơn kim loại kẽm? Vậy nó phải đứng trước kẽm trong dãy điện hóa. Khi nào ba cần mua, đúng chưa? Áo giáp. Vậy nó là kim loại gì? Natri. Ok nhá. Câu 57 ạ. Số liên kết peptide trong phân tử peptide gly ala gly là bao nhiêu? Thế thì ở đây mình nhìn thấy anh peptide này là anh tripeptide, vì vậy nó sẽ chỉ có hai liên kết peptide, hoặc mình đếm số gạch cũng được. Đây là một gạch, đây là hai gạch. Vậy ở đây mình sẽ có là hai liên kết peptide các bạn nhé. Hai liên kết peptide, đáp án đúng chúng ta nó là đáp án D. Câu 58 ạ. Nồng độ khí metan cao là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ nổ trong hầm mộ. Công thức phân tử của metan là CH4. Ok chưa? Rất dễ. Công thức phân tử của metan là CH4. Câu 59 ạ. Thủy phân este nào sau đây trong dịch NaOH để thu được natri format? Thủy phân este nào sau đây để thu được natri format? Thì natri format nó sẽ có dạng công thức là HCOONa. Ok chưa? Vậy thì để thủy phân một anh mà thu được natri format thì khi và chỉ khi anh ấy có đầu là HCOO. Ok ạ. Vậy không thể là đáp án A, không thể đáp án B, không thể đáp án D được, mà đáp án đúng chúng ta chỉ có thể là đáp án C. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi nhiệt tình cái buổi live stream này của thầy. Đây là buổi live stream mà thầy chữa đáp án đề thi Trung học Thông Quốc gia năm 2022 mới nhất vừa mới thi xong, để dành tặng cho tất cả các bạn và các em. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em tag tất cả các bạn làm cái mã đề 224 vào đây, để các bạn ấy có thể biết được rằng là các bạn ấy sai vào đâu. Ok ạ, câu số 60. Chất X có công thức là CH3NH2 và tên gọi của X là gì? Thì chất X có công thức là CH3NH2 thì tên gọi của nó là gì ạ? Metin amin. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Câu 61. Phát biểu nào sau đây là sai ạ? Câu 61 ạ. Phát biểu nào sau đây là sai ạ? Phát biểu nào sau đây là sai ạ? Phát biểu nào ạ? Câu này rất là hay nhá. Câu này rất là hay nhá. Phát biểu nào sau đây là sai ạ? Các bạn có thể comment cho thầy xem là phát biểu nào sai không ạ? Rất là hay ạ. Nào khẩn trương ạ. Phát biểu nào sau đây là sai ạ? Mình có ạ. Tơ nitron thuộc loại tơ tổng hợp. Tơ nitron thuộc loại tơ tổng hợp sai. Tơ nitron thuộc loại tơ gì ạ? À, tơ tổng hợp là đúng. Nitron là tơ tổng hợp. Ni lông 6,6 thuộc loại tơ tổng hợp. Đúng.
Visco thuộc loại tơ thiên nhiên là sai chưa? Visco thuộc loại tơ thiên nhiên là sai lè luôn. Đúng không? Visco nó phải thuộc loại tơ bán tổng hợp nhá. Vậy sai là C. Ok chưa? Tơ acetat thuộc loại tơ bán tổng hợp, chính xác. Vậy câu 61 của chúng ta sai là C. Câu 62 ạ. Câu 62 thầy nhớ là ở bên trong cái chuỗi 30 phút mỗi ngày lấy 8 điểm của thầy là đã chữa câu này rồi nhá. Đã chữa câu này rồi. Đây các bạn cùng quan sát ạ. Câu số 62 ạ. Câu số 62 của chúng ta. Các bạn thấy không ạ? Câu 62 ạ. Câu 62 của chúng ta cho 180g dung dịch glucose thì mình sẽ có công thức của glucose là C6H12O6. Đấy chưa? 1% thì nó sẽ là 180 nhân với 0,01 được bao nhiêu chia cho 180 thì bằng 0,01 vào lượng dư AgNO3 trong NH3. AgNO3 trong NH3 thì mình sẽ thu được 2 bạc. Đúng không ạ? Vậy hoàn toàn mình có anh này là 0,01 thì anh này là 0,02. Số 1 bạc bằng 0,02 thì hoàn toàn mình tìm được khối lượng của bạc. Nó bằng là 0,02 nhân với 108 bằng 2,16 nhá. 2,16, vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. Ok chưa? Câu 63 các bạn làm đáp án gì ạ? Thủy phân hoàn toàn mg metin acetat CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH đun nóng thu được CH3COONa cộng với lại CH3OH. Số mol muối bằng 8,2 mà chia cho 82 thì bằng 0,1. Đúng không ạ? 0,1. Bây giờ đề bài yêu cầu tìm giá trị của M thì mình sẽ tìm được số mol của CH3COCH3 cũng bằng 0,1 mol. Vậy hoàn toàn mình tìm được khối lượng của CH3COOCH3 nó bằng là 74 nhân với lại 0,1 thì bằng 7,4 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B các bạn nhé. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Câu 64. Tại sao lại có cái buổi live stream ngày hôm nay? Bởi vì thầy muốn chữa cho các bạn 2K4 có một cái nhìn khái quát về đề thi năm nay, và cũng muốn dành cho tất cả các bạn 2K5. Nếu các bạn đang theo dõi đề thi này lúc mà thầy chữa này, thì các em 2K5 có thể có cái nhìn trực quan nhất về đề thi để mà còn rút kinh nghiệm cho các đề thi năm sau nhá. 2K5 nếu mà đang theo dõi đề thi này thì có thể theo dõi thật kỹ ở trong này, bởi vì ở đây đây là những cái bài cực kỳ gọi là hay, cực kỳ là thú vị dành cho tất cả các bạn và các em. Câu 64. Cho hỗn hợp gồm Fe này, FeO này phản ứng với lượng dư dung dịch HNO3 đặc nóng này, sau phản ứng thu được dung dịch muối nào sau đây? Ở đây là đặc nóng nhé. Phản ứng với HNO3, đây là lượng dư HNO3 dư. Với cái việc mà HNO3 mà dư ấy thì chắc chắn sắt của chúng ta nó lên sắt dương 3, FeNO3 3 lần. Vậy đáp án đúng của chúng ta ở đây nó là đáp án B, bỏ các em nhé. Đáp án đúng của chúng ta ở đây nó là đáp án B, bỏ. Câu 65. Số este có cùng công thức phân tử C3H6O2 là. Thì cái câu này là ở trong một cái đề lý thuyết của thầy là thầy đã chữa câu này rồi. Đúng không ạ? C3H6O2 thì mình sẽ có là R1 cộng R2 bằng 2. 2 thì bằng 0 cộng 2 bằng 1 cộng 1. Đây là skill tìm đồng phân của thầy ạ. 3, 4, 5, 2, 4, 8, 0, 1, 2 thì chỉ có 1, 1, 1. Đúng không ạ? Vậy 0 mình có 1, 2 mình có 1, 1 mình có 1, 1 mình có 1. 1 x 1 bằng 1. 1 x 1 bằng 1. 1 cộng 1 bằng 2. Vậy ở đây số este mà có công thức phân tử là C3H6O2 là mình chỉ có 2 anh thôi. Đáp án đúng là đáp án A. Câu 66 ạ. 11,2 gam kim loại sắt. Mình tìm được số mol sắt ạ. 11,2 mình sẽ chia cho 56. 11,2 chia 56 bằng 0,2 mol. Tác dụng hết với dung dịch Cu2 cộng dư thì mình sẽ thu được là Fe2 cộng cộng với lại Cu. Đấy chưa? Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol Cu bằng 0,2. Vậy hoàn toàn mình tìm được khối lượng của Cu bằng 0,2 nhân với lại 64. Đây bài khối lượng Cu mà. 0,2 nhân 64 thì bằng 12,8 gam.
Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C các em nhá. Đấy, thực ra thì đến cái câu số 66 này đó vẫn đang là một câu dễ. Câu 67 này sẽ có khá nhiều bạn sai, bởi vì đề bài hỏi là 0,1 mol axit của glutamic. 0,1 mol axit của glutamic ạ. Thế thì không biết là hôm nay các bạn có thể chia sẻ lại cái buổi thi hôm nay ạ. À, khi mà các bạn nhìn thấy đề hóa này các bạn có cảm giác gì không ạ? À, cái đề hóa ngày hôm nay ạ, khi mà các em làm ấy ạ, các em có cảm giác gì về đề hóa hôm nay khi mà nhìn đề ạ? Rưng rưng nước mắt rơi à? Hay là làm sao? Nhiều bạn là nhìn vào đề, ví dụ như đề 224 này các bạn ấy nhìn vào là các bạn ấy rưng rưng luôn, tại vì khó ngay từ câu 72, câu 73 khó le cổ luôn. Tại vì là mấy câu khó nhất người ta đưa lên câu 72, câu 73 rồi. Thôi chúng ta quay lại tiếp nhá, câu 67. Câu số 67. 0,1 mol axit glutamic. Axit glutamic. Glutamic. Với số mol là 0,1 mol. Mình lưu ý axit glutamic của mình có hai nhóm COH và một nhóm NH2. Được chưa? Tác dụng với NaOH dư. NaOH dư. Tác dụng NaOH dư. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thì mình thu được muối. Vậy muối của mình nó sẽ là axit glu. Hai anh COH nên ăn hai NaOH trừ đi hai hydro cộng với hai natri với số mol là 0,1. Vậy hoàn toàn mình tìm được khối lượng của axit glu. Mình tìm được khối lượng axit glu sẽ bằng là 0,1 nhân với nào? Axit glu phân tử khối của chúng ta bằng 147 trừ đi 2 cộng với lại 46. Đúng không ạ? 23 nhân 2 đấy bằng 0,1 nhân với 0,1 nhân mở ngoặc đơn này 147 trừ 2 cộng 46 bằng 19,1 gam ạ. 19,1 gam, đáp án đúng đáp án B. Ok ạ. Thôi rồi, rồi. Các bạn bảo là nhìn một cái đã hoa mắt rồi, còn thấy đường đâu mà làm. Hóa u mê quá nhờ. Hóa u mê quá, thôi không sao ạ. Không sao cả, rút kinh nghiệm cho lần sau. Mà còn lần sau nữa đâu. Đúng không? Câu 68 ạ. Thí nghiệm nào sau đây không sinh ra đơn chất? Không sinh ra đơn chất. Thí nghiệm nào sau đây không sinh ra đơn chất? Cho CaCO3 vào lượng dư dung dịch HCl. Cho CaCO3 vào lượng dư HCl. Thì CaCO3 nhé, các em lưu ý, CaCO3 mà cộng với lại HCl thì có phải mình tạo thành là CaCl2 cộng với CO2 cộng với H2O không? Thì đúng, bọn này là không sinh ra đơn chất, đúng không? Vậy cái thí nghiệm mà không sinh ra đơn chất chắc chắn là đáp án A rồi. Quá đơn giản đúng không các bạn và các em? Quá đơn giản. Thế nhưng mà vẫn là rất tiếc dành cho khá nhiều bạn làm sai câu này. Thực ra các bạn sai câu này không phải là các bạn không làm được. Không phải là do các bạn không làm được. Mà các bạn sai câu này, cái lý do chính ấy, thầy nghĩ, cái lý do chính đó là các bạn nhìn nhầm, mắt lẹ. Đúng không ạ? Thầy nghĩ vậy. Nên là rất là mong muốn tất cả các bạn và các em có thể chia sẻ lại buổi học này lại. Và tác giúp thầy tất cả các bạn làm mã đề 224 vào đây ạ. Câu 69. Câu 69 này sử dụng công thức các em. 69 này ngon lành lắm. 69 này mình sử dụng công thức vèo cái là xong. Đây ạ, các bạn cùng quan sát nom thầy giải câu 69 nha. Với lại câu 69 xem như là thầy giải như nào nhá. Các bạn cùng quan sát đây ạ. Câu 69. Hòa tan hết mình sẽ có này. Mờ muối, cái câu này bọn lớp 10 làm được. Mờ muối sunfat thì bằng khối lượng của kim loại phản ứng cộng với 96 nhân với lại NH2. Được chưa? Mà mờ muối sunfat mình biết rồi, 5,03 gam. 5,03 gam thì bằng mờ kim loại là 1,19 cộng với 96 nhân NH2. Và ở đây chúng ta sẽ tìm được số mol H2 nhá. Ở đây chúng ta sẽ tìm được số mol H2 bằng 5,03. Được chưa? Trừ đi 1,19. Được chưa? Được bao nhiêu chia cho 96? Bằng số mol hydro chúng ta bằng 0,04. Số mol hydro bằng 0,04, vậy mình sẽ tìm được V của hydro nó bằng là 0,04 nhân với 22,4 bằng 0,896 lít. Vậy đáp án đúng của chúng ta 0,896 lít này tương ứng với lại là đáp án C. Thì câu này dễ quá gì ạ? Thế là câu này làm được câu này, rồi mình làm xem câu 70 là mình 7,5 rồi này. Các em thấy ngon lành không ạ? Làm được câu 70 là mình được 7,5. Thực ra nếu mà các bạn cứ nghĩ như thế nào chứ, thực ra nếu mà chúng ta mà tập trung chăm chú vào giải thì những câu này nó cũng không phải là những câu quá khó nhỉ. 7,5 cầm chắc trong tay.
đúng không? 7 điểm rưỡi cầm chắc trong tay, không thể tuột đâu được. Đây, nốt câu 70 là lấy được 7 rưỡi. Đấy, học chú Minh hướng dẫn cho cách mà làm nắm chắc được 7 rưỡi, sướng quá gì nữa. Có thể là 8 thì có thể mình bỏ cũng được, nhưng mà mình cầm chắc 7 rưỡi mình còn tô liều nữa, mà đôi khi cũng làm được ngon lành cảnh đảo. Đúng không em? Nào, câu tiếp theo, câu 70 ạ. Câu 70 chúng ta chọn đáp án gì ạ? Câu 70 chúng ta chọn đáp án gì ạ? Ok, câu 70 ạ. Cặp chất nào sau đây đều có khả năng thủy phân trong môi trường axit đun nóng? Cặp chất nào sau đây đều có khả năng thủy phân trong môi trường axit đun nóng? Thì cái những thì mình phải loại bỏ những thằng không thủy phân. Thì ở bên trong này thì những thằng nào là những thằng không thủy phân ạ? Những thằng không thủy phân của chúng ta là những anh như sau ạ. Anh không thủy phân là anh monosaccharide, ví dụ như fructose và glucose. Vậy ở trong câu 70 này, những anh nào có fructose là loại này, những anh nào có glucose cũng loại này. Vậy mình chỉ có một đáp án thôi, đó là đáp án B. Đấy, được chưa? 7,5 cầm chắc trong tay nhá. Câu 71 ạ. Cho các thí nghiệm sau. Thì câu này có thể gọi là khó thật. Câu này khó thật, thầy viết phương trình nhá. Câu 71 ý A này. Cho Fe3O4 Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc nóng, thì mình sẽ thu được là Fe dương 3 cộng với khí chúng ta là khí SO2. Vậy A là có sinh khí này. Cho dung dịch AlCl3 vào NaOH thì không sinh khí, mà nó chỉ tạo thành Na AlO2 đó các em ạ, cộng với NaCl. Ở đây không sinh khí. Cho dung dịch HCl vào dung dịch NaHCO3 thì nó sẽ tạo thành NaCl cộng với lại CO2 cộng với lại H2O. Ok chưa? Vậy mình sẽ có khí sinh ra là khí CO2 nhá. Vậy C có sinh khí. D, cho kim loại đồng và HNO3 đặc nóng. D này, đồng này cộng HNO3 này đặc này, nóng này, thì đồng của chúng ta lên đồng dương 2, đúng không ạ? NO tạo thành NO cộng H2O. Vậy mình sẽ có khí tiếp theo là khí NO. NO thoát ra. Và cuối cùng đáp án D là đáp án mà nhiều bạn dễ bị nhầm nhất và nhiều bạn dễ bị sai nhất. Được chưa? Đáp án D nhiều bạn dễ bị nhầm và dễ bị sai nhất đó là gì ạ? NH4H2PO4 vào dung dịch NaOH dư, vào dịch NaOH dư đun nóng thì mình sẽ thu được khí là khí NH3 bay lên. Ok chưa? Vậy D cũng có khí bay lên. Vậy mình tổng cộng mình sẽ có mấy khí ạ? Mình tổng cộng có 4 khí bay lên nhá. Ý A có khí này, ý C có khí này, ý D có khí và ý D cũng có khí. Vậy đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án A các bạn nhá. Đáp án A, câu 46 à? Câu 46 không có à? Các bạn đợi thầy xíu để thầy check lại đáp án câu số, để thầy check lại câu 46 xong rồi thầy sẽ nói luôn đáp án cho các bạn nhá. Câu số 46 ạ. Các bạn đợi thầy xíu. Câu 46 ạ. Các bạn đợi thầy một tí xíu ạ. Câu 46 bây giờ check đề cũng hơi căng. Các bạn đợi thầy tí xíu. Câu 46 đợi thầy tẹo để thầy đi tìm cái đề. Thầy tìm cái đề thì thầy mới biết được. Đợi thầy tí xíu thôi, cho thầy 1-2 giây để thầy tìm cái đề. Vừa nãy thầy có gửi lại cái đề. Câu 46. Đây ạ, câu 46 nhá. Câu 46 ạ. Đợi thầy tí xíu. Mạng hơi lag. Câu 46 là kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất, đúng không ạ? Câu 46 thì kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất? 46 này thì kim loại có độ cứng lớn nhất. Độ cứng lớn nhất đó là đáp án C, chrome. Được không ạ? Ok nhá. Các bạn thông cảm ạ, bởi vì là team của thầy hôm nay làm việc hơi mít, làm việc tận 24 mã đề xong rồi làm full đáp án cho các bạn và các em, nên là các bạn thông cảm cho team làm đề của thầy Minh một chút, bởi vì nó quá nhiều công việc mà cần phải xử lý nhá. Ok ạ, câu 46 xong rồi. Đây. Làm được câu 72 này thì ăn được 8 điểm. Nhưng mà dại gì mình làm câu 72, mình đánh dấu câu 72 lại tí mình giải câu 72 chứ. Câu 73, câu 72 và câu 73 là hai câu khó nhất đề. Đánh dấu để lại. Câu 74 là câu số 3 khó nhất đề và ở đây câu 74 này của thầy trúng đề. Đấy chưa? Các bạn có thể nhìn thấy ở trên fanpage của thầy, thầy đã để lại câu 74 và nó trùng với là một câu trong cái đề Minh
đề dự đoán lần 3 của thầy. Câu 75 này cũng trùng với câu ở trong đề của thầy. Tẹo nữa chúng ta sẽ giải. Chúng ta giải câu dễ trước, câu 76. Đúng không? Nếu mà mình giải được câu 76 này là mình được 8 điểm rồi còn gì. Cho đá vôi vào dung dịch axit acetic sẽ có khí bay ra. Cho đá vôi ạ. Cho đá vôi vào dung dịch axit acetic. Đá vôi là CaCO3 vào dung dịch axit acetic là CH3COOH thì mình sẽ tạo thành CH3COO 2 lần Ca cộng với CO2 cộng với H2O. Đúng chưa? Vậy có đúng khí CO2 bay ra không? Chính xác. Thủy phân xác carozơ trong môi trường axit thì chỉ thu được glucozơ. Câu này sai. Bởi vì xác khi thủy phân ấy thì mình sẽ thu được cả glucozơ và cả fructose. Được chưa? Để loại bỏ anilin dính trong ống nghiệm có thể sử dụng HCl. Chính xác. Bởi vì anilin là C6H5NH2, nó cộng được với HCl để tạo thành C6H5NH3Cl. Anh này tan trong dung dịch. Anh này tan trong dung dịch. Được chưa? Vì vậy nên có thể sử dụng anilin để sử dụng HCl để loại bỏ anilin dính trong dung dịch. Các bạn nhớ nhá. Ý đây ạ. Đun nóng tripalmitin dung dịch NaOH sẽ xảy ra phản ứng thủy phân. Chính xác. Ý D, dung trùng hợp dung dịch trùng hợp acid terephthalic với ethylene glycol thu được polyethylene terephthalate. Câu này sai đúng không ạ? Nó phải là trùng ngưng. Trùng hợp là sai. Vậy ở đây chúng ta sẽ có 3 phát biểu đúng là A, C và D nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Rất tiếc cho những bạn đã sai câu này. Câu 77 ạ. Câu 77 là một câu dễ ạ. Câu 77 là một câu dễ và đây là một dạng về hydrocarbon nhá. Rất rất thú vị trong phần này. Các bạn cùng quan sát nhá. Các bạn cùng quan sát nom thầy giải câu 77. Câu 77 cực kỳ hay ạ. Câu 77 các bạn nhá. Câu 77 quá hay luôn. Ơ trong này như thiếu câu 75 à. À đây câu 75 tí thầy sẽ chữa câu 75. Chữa xong câu 77 trước. Câu 77 ạ. Câu 77 cực kỳ hay luôn ạ. Mình sẽ có nhá. Hỗn hợp E. Hỗn hợp E gồm các hydrocarbon mạch hở có cùng số nguyên tử hydro là các hydrocarbon, có nghĩa đó là CXHI mạch hở có cùng hydro. Và mình có này, tỷ khối của E, D của E so với H2 bằng 12,5. Vậy mình tìm được phân tử khối của E, nó bằng là 12,5 nhân 2 bằng 25. 25 thì mình thấy thế này. 25 thì nó chỉ có lớn hơn CH4 là bằng 16 thôi. Đúng không ạ? Không còn thằng nào nhỏ hơn 25 nữa. Vì vậy nên suy ra trong hỗn hợp E, hỗn hợp E là chắc chắn có CH4. Chắc chắn có CH4. Và bởi vì trong hỗn hợp E này chắc chắn có CH4 nên mà hơn nữa đề bài lại nói với chúng ta đó là gì ạ? Hỗn hợp này có cùng hydro, vì vậy nên suy ra hỗn hợp E. Thầy có thể ký hiệu nó là CXH4 với phân tử khối của nó bằng 25. Vậy hoàn toàn tới đây mình sẽ tìm được là 12X cộng 4 bằng 25. Vậy mình tìm được X bằng 25 trừ đi 4. 25 trừ 4 bằng chia 12 bằng 1,75 ạ. X bằng 1,75. Vậy mình hoàn toàn mình suy được công thức nhá. Hoàn toàn mình suy được công thức của hỗn hợp E của chúng ta là bằng C1,75H4. Dễ dàng chưa? C1,75H4. Ok chưa? Với C1,75H4 này, bây giờ này, đốt cháy hoàn toàn amone trong vừa đủ oxy, số mol oxy là 0,11 thì thu được hỗn hợp gồm CO2 và nước H2O. Thu được hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Mặt khác, amon E thì lại tác dụng được với X mol brom. Thế thì bây giờ mình cân bằng phương trình thì cái thằng là C1,75H4 này cộng O2 này thì nó tạo thành là 1,75 CO2 cộng với lại 2 H2O. Mình bảo toàn oxy ạ, 1,75 nhân 2 ạ. 1,75 nhân 2, 1,75 nhân 2 cộng với 2 bằng chia 2 bằng 2,75. Vậy O2 này cần dùng 2,75. Mà mình biết được số mol của O2 rồi, đề bài cho ông ta là 0,11. 0,11. Vậy hoàn toàn mình suy ngược được số mol của ancan, à của hydrocarbon cháy là 0,11 nhân 1 chia 2,75.
11 này chia 2,75 bằng 0,11 chia 2,75 bằng 0,04 ạ. 0,04. Vậy số mol của C1,75H4 là 0,04. 0,04. Ok nhá. Với số mol của anh C1,75H4 là 0,04 thì mình tìm được gì nữa các em? Mình tìm gì nữa? Cái này quá dễ rồi đúng không ạ? Mình sẽ có một cái công thức mà chúng ta cần nhớ như này, đó là số mol CO2 trừ đi số mol nước, được chưa? Thì chính bằng là số mol brom trừ đi số mol cháy. Trừ đi số mol cháy. Và mình đóng khung cái công thức này lại cho thầy. Đây là một công thức cực kỳ quan trọng và chúng ta cần sử dụng rất rất nhiều công thức như này. Và từ đó thì mình sẽ suy ra được là số mol brom thì nó sẽ bằng số mol CO2 trừ đi số mol nước và cộng với số mol cháy. Thế thì số mol CO2 thì bảo toàn carbon ạ, 0,04 nhân 1,75. 0,04 nhân 1,75 bằng 0,04 ạ, 0,04 nhân 1,75 bằng 0,07. Số mol nước là 0,04 nhân 4 bằng chia 2 bằng 0,08. Vậy số mol brom bằng 0,07 trừ đi 0,08 cộng n cháy là 0,04. Được không ạ? Vậy mình sẽ tìm được số mol brom của mình bằng 0,07 trừ 0,08 cộng 0,04 bằng 0,03. Vậy hoàn toàn ở đây bây giờ chúng ta tìm được số mol brom bằng 0,03 mol. 0,03 mol, vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A kèm nhé. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. Đây là với câu 77. Mình sang câu tiếp theo ạ. Câu số 78. Câu số 77 xong rồi ạ. Mình sang câu tiếp theo ạ. Câu số 78. Câu 78 là một câu cực kỳ dễ nhá. Nó dễ không tưởng. Mình làm được câu 78 này là mình được 8,5 này. Câu 78 các em chỉ nắm là thành mỗi cái phương trình số 3. MgCl2 cộng với BaOH2 lần tạo thành chất Y nhá và chất T. Vậy Mg tạo thành MgOH2 lần cộng BaCl2. Vậy Y hoặc T hoặc là MgOH2 lần hoặc là BaCl2. Vậy mình nhìn chất T. Không thể NaCl được đúng không? Không thể HCl được đúng không? Không thể HCl được đúng không? Thế vậy thì chất T chúng ta chỉ có thể là BaCl2, chọn luôn đáp án B. Ngon lành cành đào chưa? Được chưa? Vậy T của chúng ta là BaCl2 và X của chúng ta là MgSO4. Rất nhanh nhá, rất nhanh, rất mạnh mẽ, rất nhanh. Câu 79 ạ. Câu 79 này rất hay. Và câu 79 này cũng là một câu mà thầy đã từng dự đoán. Mình làm được xong câu 79 này là mình đạt được đến cái mức khá là điểm cao rồi đấy. Với cái đề này thì đây là một cái mức cũng khá là căng thẳng đối với tất cả các bạn và các em. Mình có câu 79 ạ. Các bạn quan sát nha, nó thể chữa nha. Dẫn 0,2 mol. 0,2 mol. Dẫn 0,2 mol. Hỗn hợp gồm khí CO2 và hơi nước đi qua carbon đun nóng đỏ thu được 0,31 mol hỗn hợp gồm CO này, H2 này, CO2 này cho toàn bộ hỗn hợp X đi qua dung dịch chứa NaOH là 0,15 và BaOH2 lần là X mol. Sau phản ứng thu được M gam kết tủa, chắc chắn là kết tủa BaCO3 và dung dịch Y. Cái dạng này thầy cho làm rất rất nhiều nhá. Cái dạng này thầy đã cho làm rất rất nhiều ạ. Nhỏ từ từ từng giọt đến hết Y. Dung dịch Y này của thầy có hai khả năng. Trường hợp số 1 là dung dịch Y của thầy là OH trừ dư và muối CO3 2 trừ. Trường hợp số 2 dung dịch Y của thầy là HCO3 trừ và CO3 2 trừ. Trường hợp 2. Và bây giờ mình sẽ giải trường hợp số 1 trước. Trường hợp 1 trước. Được chưa? Trường hợp số 1 nhỏ từ từ đến hết dung dịch Y. Dung dịch Y của mình bao gồm OH trừ và CO3 2 trừ. Nhỏ từ từ đến hết. Nhỏ từ từ đến hết vào dung dịch HCl. Số mol HCl bằng 0,5 nhân 0,1 bằng 0,05. Thì thu được khí CO2. Số mol khí CO2 bằng 0,01. Vậy ở đây nhá, mình có này, số mol OH trừ ban đầu là A mol. Số mol CO3 2 trừ ban đầu là B mol. Còn mình đặt số mol OH trừ phản ứng
là U-mon, số mon COO3 hay trừ phản ứng là V-mon, thì mình sẽ có những điều như sau ạ. Thứ nhất là mình sẽ có hệ phương trình là U cộng V bằng 0,01. Và phương trình thứ hai là 1 anh watt trừ 1 anh hát cộng, vậy là U cộng với 1 anh CO2 trừ 2 hát cộng cộng với 2V thì bằng 0,05. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được U và tìm được V. U bằng bao nhiêu và V bằng bao nhiêu? Chúng ta bấm máy tính giải hệ 912 ạ. 1 bằng 1 bằng 0,01 bằng 1 bằng 2 bằng 0,05 bằng. Đấy ạ. Ủa, chỗ này thì bấm nhầm à? U cộng V bằng 0,01. Đúng rồi. U cộng V bằng 0,01. Chính xác. Cái hệ này đúng mà. À không. Không phải ạ. Không phải là cái tỷ lệ này ạ. Sorry cả nhà. Sorry cả nhà. Không phải sử dụng tỷ lệ này ạ. Sorry cả nhà. Mình vẫn đặt là số mon U trừ phản ứng là U và số mon H cộng phản ứng là V. Nhưng mình sẽ có cái khác. Nhá. Số mon OH trừ phản ứng là U và số mon H cộng phản ứng là V. Thì mình sẽ có thế này này. À đâu, và số mon CO3 trừ phản ứng là V. CO3 trừ phản ứng là V. CO3 trừ phản ứng là V. Thì mình sẽ có như sau nhá. Mình sẽ có phương trình đầu tiên. Phương trình số 1 là OH trừ cộng với lại OH trừ cộng với H cộng để tạo thành H2O. Đấy chưa? Số mon H cộng ban đầu. Số mon H cộng ban đầu đề bài cho chúng ta đây ạ, bằng 0,05 mon. 0,05 mon. Được chưa? Vậy mình cứ giả sử đặt số mon OH trừ của mình lại là T mon đi. Đúng không? Thì suy ra sau phản ứng OH trừ phải hết và H cộng còn 0,05 trừ T. Vậy mình đến phản ứng số 2. Mình tới phản ứng số 2. Đó là phản ứng mà H cộng bắt đầu tác dụng với CO3 2 trừ để tạo thành khí CO2. Và mình thấy ở đây là nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết Y. Vậy là nó phải phản ứng hết. Ok không ạ? Vậy là nó phải phản ứng hết. Vậy khi mà nó phản ứng hết ấy, thì chúng ta lưu ý là sinh ra khí CO2 và số mon CO2 sinh ra đề bài cho này 0,01 mon. Vậy số mon CO2 sinh ra là 0,01 mon. Thì hoàn toàn mình sẽ có, đúng không ạ? Số mon H cộng ở đây là bằng bao nhiêu? Số mon H cộng phản ứng ở đây nó phải là bằng 0,01 nhân 2 bằng 0,03 mon. 0,01 nhân 2 bằng 0,02 mon ạ. 0,02 mon. 0,02 mon. Số mon H cộng phản ứng là 0,02. Thì nó chính bằng là 0,05 trừ T. Và đến đây mình sẽ tìm được T bằng, T bằng nhỏ 0,03. Vậy số mon OH trừ chúng ta là bằng 0,03, đúng không? OH trừ phản ứng là bằng 0,03. Đấy. Số mon OH trừ phản ứng của chúng ta bằng 0,03 thì số mon CO2 trừ của chúng ta chỉ còn là bao nhiêu ạ? 0,01. Đấy, 0,01. Và hoàn toàn ở đây thì thầy sẽ có một cái tỷ lệ, đó là A chia B thì bằng U chia V và bằng 0,03 chia 0,01. Vậy hoàn toàn ở đây thì sẽ có hệ là A trừ 3B bằng 0. Đây là phương trình số 1. A trừ 3B bằng 0. Ok chưa? Đấy nhá. Dễ mà đúng không? Quá dễ dàng luôn các em ạ. Cực kỳ dễ dàng luôn. Thế giờ tiếp tục ạ. Thì trong cái trường hợp số 1 này, ngoài OH trừ dư, CO2 trừ dư, mình còn có Na cộng còn lại trong dung dịch. Và mình sẽ có là số mon Na cộng bằng 0,15 mon. Bảo toàn điện tích. Và do là gì ạ? Có kết tủa BaCO3 nên không còn Ba trong này, chỉ còn CO3 2 trừ. Đúng không? Vậy ở đây chúng ta đi bảo toàn điện tích là mình sẽ có phương trình số 2. Bảo toàn điện tích mình sẽ có phương trình số 2 là A cộng 2B. A cộng 2B bằng 0,15. Và mình giải cái hệ này thì mình tìm được A và B. A bằng B bằng. Mình giải cái hệ này mình sẽ có A và B. Mình sẽ có là 1 bằng trừ 3 bằng 0 bằng 1 bằng 2 bằng 0,15 bằng. Đây ạ, A của chúng ta bằng 0,09 và B của chúng ta bằng 0,03. A bằng 0,09 và B bằng 0,03. A bằng 0,09 nha, B bằng 0,03. Sau khi chúng ta tìm được A và B rồi, đúng không ạ? Thì mình sẽ có này, có phải
Mình còn một cái nữa là mình cần tìm số mol BaCO3 thì có phải mình dựa vào cái phương trình này này. Đã 0,2, 0,31 thì mình còn một cái nữa mình chưa làm. Đấy là mình có phải mình luôn luôn có, luôn luôn có là hai lần số mol CO2 cộng số mol nước thì có phải nó luôn luôn bằng trừ sorry trừ đi. Nó trừ đi số mol hỗn hợp X, trừ đi số mol hỗn hợp X thì có phải nó luôn luôn bằng số mol CO2 không ạ? Nó luôn bằng số mol CO2 trong hỗn hợp X. Đây là một công thức rất quan trọng và chúng ta cần phải nắm được. Đây là một công thức rất quan trọng để chúng ta tăng tốc giải bài tập này. Và ở đây suy ra mình sẽ có là số mol CO2 nó sẽ bằng là 2 lần số mol CO2 cộng nước là bằng 2 nhân 0,2. Được chưa? Trừ đi 0,31 thì nó bằng là 0,09. Và mình có là số mol CO2 trong này này. Bởi vì carbon không phản ứng với NaOH và BaOH lần thì mình bảo toàn carbon trong CO2. Bảo toàn carbon ấy thì mình sẽ có này, số mol CO2 trong này là 0,09. Thì sau phản ứng nó sẽ chui vào trong BaCO3 chính là số mol kết tủa. Và cộng với lại số mol CO32 trừ còn lại trong dung dịch cộng 0,03. Và hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được số mol kết tủa bằng 0,09 trừ 0,03 bằng 0,06. Vậy mình sẽ có số mol kết tủa bằng 0,06. Thì từ đó chúng ta sẽ tìm được khối lượng kết tủa 0,06 nhân 197 bằng 11,82 gam. 11,82 gam. Vậy đáp án đúng chúng ta là bạn A. Đấy. Bao nhiêu bạn làm được câu 79 là đi A? Giơ tay để coi nào. Bao nhiêu bạn làm được câu 79 đi A? Giơ tay để coi nào. Một câu rất rất hay ạ. Câu 80. Làm được câu 80 là lên 9 điểm. Đúng không? 9 điểm thì mình chữa cho lấy dễ như trong lòng bàn tay. Ok, các bạn đồng ý không ạ? Câu 80 nhá. Câu 80 ạ. Câu 80 như thầy dự đoán năm nay thì câu triglycerid là vào một phần vật dụng cao. Và đúng ý gì những cái gì thầy dự đoán. Câu 80. Các bạn cùng quan sát vào trong này khi mà thầy sửa cho chúng ta câu 80. Một câu rất rất hay. Và câu 80 này cũng là một lời nhắn gửi tới các bạn 2K5 đang theo dõi live stream này. Đó là nếu chúng ta không luyện tập làm vật dụng cao ngay từ trước thì cái câu chuyện mà các em làm được đề thi có lấy được mức 9 hay không là một cái câu chuyện cực kỳ khó khăn dành cho các em nhá. Vì vậy nên với 2K5 học trước đi, học ngay bây giờ đi, không là toang đấy. Khi phân tích một loại chất béo ký hiệu là X chứa đồng thời các triglycerid nhá, triglycerid thì ký hiệu là CXHIO6 và axit béo tự do thì ký hiệu là RCOH. Không có tạp chất khác, thấy oxy chiếm khối lượng của oxy bằng 0,1088 khối lượng của hỗn hợp. Sa phong hóa hoàn toàn M gam X NaOH. Thu được phản ứng thu được dung dịch chứa chắc chắn có glycerol này C3H8O3 này. Số mol bằng này 10,12 chia 92. 10,12 chia 92 bằng 0,11. 0,11. Và hỗn hợp các muối chắc chắn trong này sẽ có nước nhá. Được chưa? Không lẻ đâu, câu này làm ngon. Câu này làm ngon, các bạn quan sát non thầy giải nhá. M gam muối. Khối lượng muối chúng ta là 103,3 gam. Hỗn hợp các muối gồm C17. Thực ra câu này là một dạng rất là quen mà thầy đã từng dạy các em thôi. CONa quen cực. C17H33CONa. C17H31CONa. Được chưa? Thế bây giờ mình sẽ đi giải thế này. Mặt khác Mgamic phản ứng tối đa với Imon Brome thì cái Imon Brome này cứ để lại nhá. Bây giờ mình sẽ đi làm như này để cho chúng ta nhìn rõ này. Cái điều đầu tiên chúng ta nhìn thấy rằng là cả ba gốc này đều là C17. Vì vậy nên axit này nó sẽ có xu hướng là C17HZCOOH. Đúng chưa? Và anh chất béo này nó sẽ là của C18 nhân 3. Đấy, C18, 17 cộng 1 là 18, 18 nhân 3 cộng 3. Đấy, 18 nhân 3 cộng 3, 18 nhân 3 cộng 3 bằng C57. C57HIO6. Ok chưa? Thế thì với bọn này nhá thì mình sẽ có này. Ngay lập tức từ đây thì mình sẽ tìm được số mol nhóm COH trong Y. Số mol nhóm COO trong Y thì chính bằng là số mol nhóm COO cộng với lại số mol nhóm COH thì bằng này. Đây ạ, đây là khối lượng của oxy nhé. Thì lấy khối lượng 0,1088M chia cho 32 là ra được số mol của nhóm COO và chính bằng số mol NaOH không? Đúng không ạ? Đây câu chuyện nó đơn giản lắm. Vậy
Vậy bây giờ thầy đi bảo toàn khối lượng được không? Vậy bây giờ thầy đi bảo toàn khối lượng được không? Bảo toàn khối lượng rất đơn giản nhỉ. Bây giờ thầy đi bảo toàn khối lượng này. Số mol NaOH thì chính bằng 0,1088m chia 32. Mà khối lượng của Y là M. Ok không? Thế thì nhưng mà bây giờ muốn bảo toàn khối lượng ấy, thì mình cần phải tìm được số mol của nước. Thế thì bây giờ số mol của nước thì bằng bao nhiêu? Đấy. Thế thì cái nhiệm vụ của chúng ta bây giờ cần tìm số mol của nước. Thế giờ muốn tìm được số mol của nước ấy, thì mình cần tìm được số mol của axit béo tự do và số mol của thằng CXHIO6, C57HIO6. Thì mình đã có số mol glycerol bằng 0,11. Thì số mol glycerol chính bằng số mol chất béo 0,11. Ok chưa? Vậy bây giờ nhiệm vụ còn lại của chúng ta chỉ cần đi tìm số mol của axit béo tự do, đúng không? Và số mol nước thôi. Thế thì mình đặt đi. Vậy ở đây mình sẽ có một cái biểu thức bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng mình sẽ có này. Khối lượng của X là M cộng khối lượng của NaOH là 40 nhân với 0,1088m chia 32. Đấy chưa? Thì bằng khối lượng của glycerol bằng 10,12 cộng với khối lượng của nước là 18 nhân N nước cộng với M muối là 103,3. Ok chưa? Đấy là bảo toàn khối lượng. Thứ hai mình sẽ có là số mol NaOH. Số mol NaOH là 0,1088m chia 32 thì có phải nó chính bằng là 3 lần số mol glycerol 0,11 nhân 3 không? Được chưa? Cộng với số mol nước không? Số mol nước mình chưa biết đâu. Vậy là mình có hai ẩn. Và mình giải cái hệ này mình tìm được M và N nước. M và N nước. Các bạn có thể giúp thầy bấm máy tính. Các bạn có thể giúp thầy bấm máy tính để thầy tìm được M và N nước không ạ? Mình có ạ. 912 này. 1 cộng với 40 nhân 0,1088 chia 32 bằng trừ 18 bằng 103,3 cộng 10,12 bằng. Đấy chưa? Thứ hai là 0,1088 chia 32 bằng trừ 1 bằng 0,11 nhân 33 bằng. Đấy. Ô, tôi chết, nó lẻ rồi. Lẻ rồi, sorry cả nhà. M cộng 40, M là 1 này, cộng với này 40 này, nhân với 0,1088 chia 32 là ra M này, trừ 18 này. Đúng rồi. 103, cái khối lượng của hỗn hợp muối là 103,3. À chỗ này thì quên chưa cộng glycerol đúng không? Glycerol rồi. 0,3 này cộng với M glycerol là 10,12 bằng tiếp tục là M. Cái giá trị M này là số mol của NaOH. Số mol NaOH là bằng 0,1088 chia 32 bằng số mol của nước là trừ 1 bằng 0,11 nhân 3 bằng. Đây ạ. Đây, M chúng ta bằng 100. M chúng ta bằng 100 và số mol nước của chúng ta bằng 0,01. M chúng ta bằng 100 các em nhé. Và số mol nước của chúng ta bằng 0,01. Vậy suy ra lực số mol axit bằng 0,01 luôn. Được chưa? Đấy, câu này rất rất hay. Thế thì bây giờ câu chuyện nó trở thành đơn giản rồi các em ạ. Bây giờ câu chuyện chúng ta trở thành cực kỳ đơn giản. Câu chuyện nó đơn giản như thế nào? Chúng ta cùng quan sát nhé. Vậy bây giờ cái hỗn hợp X này của thầy, đúng không? Mình biết được khối lượng nó bằng 100g rồi, đúng không? Thì hỗn hợp X này của thầy nó phải, có phải chỉ gồm là gì ạ? CHO không? Mà khối lượng của O, số mol của O thì tìm được. Đây ạ, khối lượng của O nó sẽ bằng là 0,1088 nhân 100 thì bằng 10,88 mà chia cho 16. Đấy, khối lượng của oxy thì nó bằng là 10,88. Vậy mình tìm được số mol của oxy 10,88 mà chia cho 32. 10,88 mà xuất hiện 10,88 chia 16 ạ. Bằng 0,68. Chia cho 16 bằng 0,68. Đấy, anh này là 0,68 nhá. Số mol NaOH của chúng ta thì bằng 0,3234. Ok chưa? Thế bây giờ nhiệm vụ chúng ta là cần tìm carbon. Đấy, carbon chúng ta bằng bao nhiêu thì ở đây mình đã rõ là C57 rồi. Vậy bảo toàn carbon là 0,11 nhân 57. 0,11 nhân 57 cộng với anh này là 0,01 nhân 17. 0,01 nhân 17 bằng 6,44. Đấy, 6,44.
Vậy tại đây chúng ta bảo toàn khối lượng là mình tìm được số mol hydro. Bảo toàn khối lượng, mình tìm được số mol của hydro trong X, nó bằng là 100 trừ đi này 6,44 nhân 12 trừ đi 0,68 nhân 16, được chưa? Bằng 100 trừ đi 6,44 nhân 12 trừ 0,68 nhân 16 bằng 11,84. Được chưa? Vậy bây giờ thầy mang cái hỗn hợp này, giả sử thầy đốt cháy trong oxy đi, thì phải thầy thu được là hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Thầy bảo toàn carbon đây là 6,44. 6,44. Thầy bảo toàn hydro thì anh này là 11,84 mà chia cho 2 thì bằng 5,92 không? Xong rồi đấy ạ. Thế bây giờ đề bài bảo là mặt khác cho m gam x phản ứng tối đa với y mol brom. Đây hỗn hợp x đây. Bây giờ cho hỗn hợp này tác dụng với brom là y mol. Đây là một câu vận dụng cao nhá. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em 2K4 thi xong rồi thì gọi tác giúp thầy các em 2K5 vào đây. Bởi vì 2K5 rất cần thiết để xem những cái buổi học như này. Nhá, để các bạn định hướng được cái việc học tiếp theo cho các bạn. Nhá. Tiếp tục ạ. Vậy mình sẽ có này. Là như vừa nãy thì có một cái công thức dành cho các em, đúng không ạ? Đó là số mol CO2 trừ đi số mol nước, đúng không? Thì bằng số mol liên kết pi trừ số mol cháy. Vậy ở đây thì việc thay số rồi, số mol CO2 là bằng 6,6. Ô, chỗ này như thầy tính nhầm. À 0,11, 0,11 nhân 57 cộng 0,01 nhân chỗ này là nhân 18 chứ ạ. Vừa nãy nhân 17. Bằng 6,45 ạ. Chứ không phải 6,45. Thế là chỗ này anh nhầm này. Thế thì ra số mol nước sẽ nhầm. Thế là ra số mol nước sẽ nhầm. Các bạn đợi thì xíu ạ. 6,45. Lỗi tí, tính toán lỗi thì 6,45. Vậy thì mình sẽ có là số mol của hydro 100 trừ 6,4 nhân 12 trừ 0,68 nhân 16 bằng đấy 12,32. 12,32. Vậy mình tìm được số mol nước, số mol hydro là 12,32 nhé. Số mol hydro bằng 12,32 thì mình tìm được số mol nước bằng 12,32 chia 2 bằng 6,16. 6, từ từ ạ. Từ từ. 100 này trừ đi chỗ này là 6,45 chứ ạ. Trừ đi 6,45 nhân 12 trừ đi 0,68 nhân 16 bằng đây ạ. 11,72. 11,72 chia 2 bằng 5,86. 5,86, số mol nước là 5,86. Với số mol nước là 5,86 thì thế vào đây số mol CO2 là 6,45 trừ 5,86 bằng số mol liên kết pi. Đấy chưa? Số mol liên kết pi này thì, số mol liên kết pi trừ đi số mol cháy thì số mol liên kết pi thì chính bằng số mol của nhóm CO. Số mol liên kết pi thì có phải chính bằng là số mol của nhóm CO không ạ? Chính bằng số mol của nhóm COO. COO cộng với lại số mol brom là số mol của PCC đấy ạ. Trừ số mol cháy, số mol của hỗn hợp X chúng ta tìm được. Số mol hỗn hợp X là bằng bao nhiêu? 0,11 cộng 0,01 bằng 0,12. Trừ đi 0,12. Vậy hoàn toàn mình sẽ tìm được số mol của brom rất dễ, bằng 6,45, 6,45 trừ 5,86 bằng 0,59 trừ đi số mol CO. Số mol CO mình vừa tìm được. Đây. Số mol CO thì bằng 1/2 lần số mol của oxy. Đúng không ạ? Vậy là bằng trừ đi 0,68 chia 2 bằng 0,25. Được chưa? Vậy số mol brom của chúng ta bằng chỗ này thì bị tính nhầm đâu nhỉ? Chỗ này thì bị tính nhầm đâu đấy các em ạ? Đang không có đáp án 0,25 toang rồi. Đợi thầy tí. 6,45 này trừ đi 5,86 này cộng với 0,12 này trừ đi số mol nhóm CO là 0,34 này bằng này 0,37. Thầy tính nhầm, bấm máy tính cũng nhầm các em ạ. 0,37. Vậy 0,37 thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Câu 80 đáp án C các bạn nhé. Câu 80 đáp án C. Ok, 9 điểm nằm trong tầm tay rồi. Đúng không? 9 điểm nằm trong tầm tay rồi. Giờ mình còn câu 75 này, câu 74 này, câu 73 này, câu 72 là được 9 điểm. Và trong 4 câu này bây giờ chúng ta sẽ đi lựa chọn giải câu 75 trước. Làm xong câu 75 mình được 925 đấy ạ. Làm xong câu 75 là mình được 925. Các bạn thấy có ngon lành cảnh nào không? Các bạn cũng quan sát câu 75 nhé. Câu 75 cũng dễ.
Hoàn toàn các bạn 2K5 hoàn toàn có thể theo dõi thầy giải câu 75. Rất là mong muốn tất cả các bạn đã và đang theo dõi cái buổi chữa bài ngày hôm nay của thầy có thể giúp thầy chia sẻ lại cái buổi học này và giúp thầy tác tất cả các bạn các em vào đây ạ. Đây là buổi live stream chữa đề thi Trung học phổ thông quốc gia 2022 sớm nhất Việt Nam và chữa những câu khó nhất. Cho E là C3H6O3, chúng ta phải nhìn thế này nhé. Các bạn phải nhìn kỹ cho thầy như này thì các em mới làm được này. Được chưa? Đầu tiên là X. Mình phải nhìn kỹ này, X tác dụng với HCl để tạo thành Z cộng NaCl. Vậy điều này chứng tỏ là X của chúng ta nó là muối chứa natri. X là muối chứa natri. X là muối chứa natri thì suy ra Y bắt buộc phải là ancol. Mà anh này là C4H6O4 ancol, mà X này chỉ ăn 1HCl nên X chứa 1 natri và đơn chức. Đơn chức. Còn Y nó phải là ancol. Đúng chưa? Thế mà anh này, anh F là C4H6O4 kết hợp với F là C4H6O4 nên suy ra chúng ta Y nó phải là ancol ít nhất là 2 chức. Ancol 2 chức mà không có nhóm CH3 thì cái câu chuyện đó mình nghĩ đến ngay nó là CH2OH. CH2OH, anh này là Y. Được chưa? Anh Y là CH2OH, CH2OH. Ok nhá. Với anh Y là CH2OH, CH2OH thì mình sẽ có anh E của chúng ta. Một, anh E của chúng ta. Anh E chúng ta do nó là CH2OH, CH2OH thì đây E là C3H6O3 cộng với NaOH đun nóng nhẹ thì tạo thành anh X cộng với anh Y là C2H6O2 rồi. Vậy anh X chúng ta là 3 này trừ đi 2 thì còn 1. H6 cộng 1 là H7 trừ đi H6 thì chỉ còn 1. O3 cộng 1 là O4, O4 trừ O2 là O2. 1 Na. Anh X là CHO2Na. Vậy suy ra nó chỉ có thể là HCOONa thôi. Vậy suy ra C3H6O3 nó sẽ là gì ạ? HCOOCH2CH2OH. Đấy là anh số 1. Nhá. Vậy đây là công thức của E. Đây là công thức của X. Và C2H4OH 2 lần là công thức của Y. Ok chưa? Thế nếu mà như vậy thì ngay lập tức mình sẽ có thay thằng F là C4H6O4 cộng với NaOH để tạo thành thằng X là HCOONa 2NaOH đúng không ạ? Cộng với thằng Y là C2H4OH 2 lần thì chỗ này phải là 2. Vậy ngay lập tức mình suy ra được công thức của anh F nó sẽ là HCOOCH2 HCOOCH2. Đơn giản không? Đúng không ạ? Thế vậy là xong rồi còn gì nữa? Thế là xong rồi còn gì nữa? Thế câu này quá dễ nhỉ? Thế mà để lại chất E và chất F đều là hợp, đều là este đa chức sai. Chất E này chúng ta là tạp chức này. Chất E này của chúng ta là tạp chức này. Chất E này của chúng ta là tạp chức ạ. Khả năng cao cái này của thầy đang chuẩn bị hết pin. Nếu thầy đoán không nhầm. Bút này của thầy khả năng cao chuẩn bị hết pin. Nó đang hơi lác lác em ạ. Thì cảm giác như thế. Vậy mình có nhá. Vậy là ngay lập tức là A sai. F đều đa chức sai. Có hai công thức cấu tạo phù hợp với chất E. E chúng ta chỉ có một công thức cấu tạo phù hợp thôi. Lấy đâu ra hai? B sai tiếp. Chất X có khả năng tan ra phản ứng tráng bạc. Chúng ta nhìn thấy chưa? X là HCONa, tráng bạc chưa? Tráng bạc, chính xác. Nhiệt độ sôi của chất Z. Nhiệt độ sôi của chất Z. Chất Z đâu? Chất Z là ai? Chất Z đâu? Đây, chất Z đây. HCONa. Nhiệt độ sôi của chất Z cao hơn nhiệt độ sôi ancol nitric chắc chắn luôn. Tại vì muối lúc nào nhiệt độ sôi cũng cao hơn thằng ancol. Cho amon chất E. Cho amon chất E. Đây, amon chất E. Tác dụng với natri dư thuộc độ amon khi hydro sai, bởi vì chất E là chỉ có một nhóm OH thì nó sẽ chỉ tác dụng với natri chỉ sinh ra 1/2 hydro thôi. Vậy là dễ sai. Vậy suy ra ở câu này chúng ta chỉ có hai nhận định đúng. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Hai nhận định đúng. Câu 75 đáp án B, hai nhận định đúng. 9,25 nằm trong tay. Cầm chắc 9,25 rồi. Nhá, cầm chắc 9,25 rồi. Đề năm nay mà làm được 9,25 là hơi bị kinh thôi. Và bây giờ chúng ta còn 3 câu khó nhất trong cái đề này. Câu 72, câu 73 và câu 74. Nhá. Ba câu này là ba câu khó nhất trong đề. 72, 73 và 74.
Đấy, thầy rất là mong muốn là tất cả các bạn và các em có thể cổ vũ thầy bằng cách là chia sẻ lại buổi học này lại về tường và giúp thầy tác tất cả các bạn của các em vào đây, bởi vì bây giờ thầy sẽ chữa cho chúng ta ba câu khó nhất trong cái đề ngày hôm nay nha. Ba câu khó nhất trong đề ngày hôm nay rất kinh khủng. Đầu tiên thầy sẽ chữa chúng ta câu 72 trước nha. Đầu tiên thầy sẽ chữa chúng ta câu 72 trước. Vậy là chúng ta đang được ở mốc là 9,25 điểm, là cái mốc mà sau khi đây là mốc này là mốc các bạn mà khá giỏi nhá, khá giỏi chắc là làm được mốc này. Còn ba câu 72, 73, 74 là những câu này thực sự dành cho những bạn level cao để thi đỗ các trường y dược. Và những bạn nào mà muốn thi đỗ các trường y dược thì cần thiết phải coi những cái phương pháp giải này để thầy nói chúng ta biết rằng là chúng ta cần phải ôn luyện như nào. Bởi vì nếu mà như cái đề này năm sau thì những cái phương pháp ôn luyện như bình thường các em đang được học sẽ không giải quyết được. Không thể nào giải quyết được. Là quan sát ạ, câu 72. Hỗn hợp E gồm Hỗn hợp E gồm Fe này, Fe3O4 này, Fe2O3 này, FeS2 này, nung 26,6 gam E này, trong bình kín chứa oxy này 0,3 mol này, thu được chất rắn X này, chỉ gồm Fe này và các oxit này, FeO này, Fe2O3 này, Fe3O4 này, được chưa? Và 0,2 mol khí SO2 này, SO2 0,2 này, hòa tan hết X trong dịch HCl này, nồng độ 7,3% này, thì thu được khí hydro này, số mol hydro bằng 2,24 chia 2 bằng 0,1 này, và dung dịch Y này chỉ chứa muối này, chỉ chứa muối, cho thêm tiếp dung dịch AgNO3 dư vào Y thì thu được kết tủa gồm Ag và AgCl. Khối lượng kết tủa đề bài cho chúng ta bằng 135,475 gam. Được chưa? Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn nồng độ phần trăm của muối MeCl2 ở bên trong này bằng bao nhiêu? Vậy mình có với câu 72 ạ. Chúng ta sẽ có những cái điều như sau. Số mol SO2 bằng 0,2. Đúng không? Cộng với và hỗn hợp đây là chỉ thu được chất rắn X. Vậy toàn bộ lưu huỳnh ở bên trong FeS2 sẽ chui hết ở trong SO2. Vậy mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố lưu huỳnh thì mình sẽ tìm được số mol FeS2 bằng 0,2 chia cho 2 bằng 0,1. Ok chưa? Bây giờ mình sẽ đi bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng thì mình có khối lượng hỗn hợp E bằng 26,6 cộng với lại khối lượng của oxy là 0,3 nhân 32 thì bằng khối lượng chất rắn X. Khối lượng chất rắn X cộng với lại khối lượng của SO2 là 64 nhân 0,2. Đúng không ạ? Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được khối lượng chất rắn X. Đúng chưa? Khối lượng chất rắn X của chúng ta sẽ tìm được là bằng 26,6 cộng 0,3 nhân 32 trừ 64 nhân 0,2 bằng 23,4. Thì nếu mà thầy quy đổi cái hỗn hợp chất rắn X này gồm còn Fe và oxy thì cái khối lượng nó chính bằng 23,4 gam. Thế là dễ dàng nhất. Được chưa? Mình đặt số mol sắt là A mol, số mol oxy trong oxit là B mol. Và mình sẽ có là số mol và bên trong dung dịch muối Y này chúng ta sẽ là FeCl2 và FeCl3. Mình đặt số mol FeCl2 là X mol và số mol FeCl3 là Y mol. Được không ạ? Vậy ở đây mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố sắt, bảo toàn nguyên tố Fe. Bảo toàn nguyên tố sắt thì mình sẽ có này. X cộng Y bằng A. X cộng Y bằng A, đấy là một phương trình đầu tiên. Phương trình thứ hai chúng ta đi bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng. Mình đi bảo toàn khối lượng mình sẽ có là 56A cộng 16B. 56A cộng 16B thì bằng 23,4. Thế đưa cái bài khó khăn thành bài dễ dàng nhất. Tiếp theo thầy đi bảo toàn electron. Bảo toàn electron ạ. Thì có phải thì sẽ có. Đấy, có phải mình sẽ có là 3 sắt thì cuối cùng khi mà sắt khi tác dụng với Ag cộng thì nó sẽ lên là sắt dương 3, đúng không? Sắt dương 3. Thì mình sẽ có là 3. Đúng chưa? Trừ đi oxy này từ oxy trừ oxy 0 về oxy trừ 2 trong nước.
thì là trừ đi 2B thì sẽ bằng. Thế bằng gì ạ? 2 lần số mol hydro đúng không ạ? 2 lần số mol H2 cộng với số mol bạc. Đúng không? Thì cộng với số mol bạc thì ở đây thì cái số mol bạc này nó chính là số mol của sắt về sắt dương, số mol bạc lại chính bằng số mol của sắt dương 2. Nên mình có cho con là 3 trừ 2B bằng 2 nhân với 0,1 cộng với x, x chính là số mol bạc. Đúng không? Bởi vì là số mol sắt dương 2 thì bằng số mol bạc. Ok không ạ? Và phương trình cuối cùng là khối lượng kết tủa. Khối lượng kết tủa, khối lượng kết tủa ở đây chúng ta là gồm có bạc thì chính là x mol này, và khối lượng AgCl bảo toàn Cl trừ là 2x cộng 3y. 2x cộng 3y. Thì khối lượng kết tủa bằng 135,475 thì chính bằng 108x cộng với AgCl là 108 cộng 35,5 bằng 143,5. 143,5 nhân với 2x cộng 3. Được chưa? Thì bằng. Rồi ạ, bây giờ chúng ta bấm máy tính giải hệ ra thôi ạ. Khó chưa? Bây giờ bấm máy tính giải hệ ạ. Mình có hệ phương trình 4 ẩn ạ. 9, 1, 4 à, mình để ẩn AB trước đi, XY sau. 1 bằng 0 bằng trừ 1 bằng trừ 1 bằng 0 bằng AB trước XY sau. 56 bằng 16 bằng 0 bằng 0 bằng 23,4. Rồi E 3A trừ 2B trừ 1 X 0 Y 0,2. Phương trình cuối cùng. Phương trình cuối cùng là phương trình cuối cùng lại toàn X luôn. 2X cộng 3Y. X và Y rồi, phương trình cuối cùng là 2X cộng 3Y thôi ạ. Phương trình cuối cùng là 2x cộng 3y. Vậy thì mình sẽ chỉ còn x và y. Vậy là 0a, 0a, 0b. 108 cộng với 143,5 nhân 2 bằng. B là 143,5 nhân 3 bằng 135,475 bằng. Ok ạ. Ô số 1 đẹp các em ạ. Vậy hoàn toàn mình sẽ tìm được này. A bằng 0,325. Cách giải dễ dàng nhất. B bằng 0,325. X bằng 0,125. Và Y bằng 0,2 các bạn ạ. Ngon lành cành đào nhá. Thì bài học cái gì? Phần trăm, nồng độ phần trăm của muối FeSO2 trong Y. Đây, trong Y đây. Vậy là X của chúng ta bằng đây ạ. 0,125. 0,125. Và Y chúng ta bằng 0,2. Vậy hoàn toàn từ đây mình sẽ tìm được phần trăm khối lượng của FeSO2. Phần trăm khối lượng của FeCl2 trong dung dịch Y. Muối Y này còn thằng nào nữa không? Không, chỉ có muối sắt thôi. Bằng ạ. FeCl2 ạ, 0,125 nhân với sắt là 56. Chết. Sắt là 56. 56 cộng với 71 bằng 127. 127 chia cho 0,125 nhân 127 cộng với 0,2 nhân với sắt là 56 cộng 35,5 nhân 3 bằng 162,5 nhân 100%. Vậy mình tìm được phần trăm ạ. 0,125 nhân 127 bằng chia cho mở ngoặc đơn 0,125 nhân 127 cộng 0,2 nhân 162,5 đóng ngoặc đơn bằng nhân 100%. 32,81. Ô sao đây là 3,21 mà của thầy là ra 3,81 nhỉ? Từ từ bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. À, trong hỗn hợp. À, đây là nồng độ phần trăm cơ mà. Nồng độ phần trăm ạ. Chết, 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 chết. Toang, 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 toang. Ở đây là mình mới chỉ đang tìm được khối lượng thôi. Mình tìm khối lượng thôi, còn nồng độ phần trăm cơ mà. Thầy đi tìm nhầm là phần trăm. Nồng độ phần trăm nó khác. Đúng không? MX này, chỗ này bằng gì ạ? Bằng này. Toang đấy, bằng. À, đầu tiên là lấy bằng 15,875 đã. M dung dịch sau phản ứng này. M dung dịch sau phản ứng thì bằng M dung dịch ban đầu. À, phải tìm clo. Vậy mình đi M dung dịch sau phản ứng bằng M Fe cộng M oxy trong oxit. Được chưa? Cộng với M dung dịch ban đầu MHCl
7,3% đấy. Đề bài cho không nhỉ? Đề bài không cho. Hòa tan hết. Đây phản ứng hết thôi. Trừ đi mờ hydro. Vậy ở đây bây giờ mình cần tìm được là số mol HCl. Số mol HCl bằng bảo toàn clo 0,125 x 2. 125 x 2. Cộng với 0,2 x 3. Đây ạ, thì bằng khối lượng của sắt và khối lượng oxy trong oxit bằng 23,4. Cộng khối lượng của HCl là 36,5. Nhân với này, 0,15 x 2. 125 x 2 cộng 0,2 x 3 bằng 0,85. 0,85 mà chia cho 0,073. Được chưa? Trừ đi mờ hydro là 0,1 x 2. Vậy mà ông dịch sau sẽ bằng 23,4 cộng với 36,5 x 0,85 chia 0,073 bằng trừ đi 0,1 x 2 bằng 436, chu kỳ 8. Lẻ thế. Lẻ. Hơi lẻ. Mà ông dịch sau phải đứng. Hơi lẻ. Để đến từ từ thầy tính lại nhá. Khối lượng của Fe cộng khối lượng của oxit. Khối lượng của Fe cộng khối lượng của oxit 18,5, 8,5. Đúng rồi, bây giờ mình cần tìm là khối lượng của muối này 0,125 này nhân 2 này cộng 0,2 này nhân 3 này bằng này. Đây là số mol nhá. Số mol HCl này bằng 0,85. Số mol HCl bằng 0, nhân với 36,5 bằng chia cho 0,073. À đâu, sao lại nhân nhân 36,5, đúng rồi. 0,073 bằng 425. Thì bấm nhầm. 425 mà trừ đi 0,2. Đúng không? 425 phải trừ đi 0,2. 424,8. 424,8. Đây là mờ dung dịch sau. Mờ dung dịch sau của chúng ta là bằng mờ sắt cộng mờ oxy trong oxit, đúng không ạ? Cộng mờ HCl cộng trừ đi mờ nước, trừ đi mờ hydro. Đúng không ạ? Thì mờ anh này là 425. Từ 425 này chưa cộng, chỗ này là chưa cộng 23,4 đâu. Còn cộng 23,4 nữa. Cộng 23,4 nữa cơ. Cộng 23,4 thì nó bằng đây. Cộng 23,4 bằng 448,2. 448,2. Đây mới chính là khối lượng của dung dịch sau này. Thế từ cái khối lượng dung dịch sau này mình sẽ tìm được C%. C% của dung dịch FeCl2 bằng đây khối lượng của nó 15,875. 15,875 chia cho mờ dung dịch là 448,2 nhân 100% thì bằng ạ 15,875 chia cho 448,2 bằng nhân 100% 3,54%. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì? B bỏ. 9,25 ạ, nằm trong tầm tay. 9,25 nằm trong tầm tay. À đâu? Đúng không nhỉ? Đâu, đây là 9,5 rồi chứ. 9,5 ạ. 9,5 đã xong ạ. Thôi 9,5 xong thì bỏ được rồi. Nhưng mà các bạn biết không, đã là học sinh của Thế Minh thì phải làm được 10 nhá. Đằng nào mình có một công học rồi, bây giờ mình còn câu 74 và câu 73 thôi. Ok không ạ? Các bạn cùng chiến nốt với thầy nhá. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã rất là nhiệt tình theo dõi buổi học ngày hôm nay. Thế rất là mong muốn tất cả các bạn và các em cùng theo dõi buổi học ngày hôm nay thì có thể chia sẻ lại buổi học này và giúp thầy tát tất cả các bạn của các em vào đây. Và những bạn 2K5 đã và đang theo dõi buổi học này thì thầy khuyên các em một điều chắc chắn rằng hãy định hướng từ sớm đi. Và ba câu cực kỳ khó này sẽ dành cho những bạn nào thi y. Và những bạn nào muốn thi y thì ngay lập tức nên học ngay từ bây giờ. Và nên học những người mà có thể khả năng chia dạng được vận dụng cao và giải theo kiểu bản chất. Bởi vì những câu như này không có một cách giải thần thánh nào có thể giải nhanh được nó. Bởi vì đa số những người mà nghĩ ra được cách giải nhanh thần thánh là người ta nhìn đề, sau đó được người ta mới giải. Còn của phòng thi ạ, em không tài nào nghĩ ra được một cách giải nhanh thần thánh nào đâu. Mà chỉ có giải được bản chất thôi. Mình phải nắm được bản chất từ trước. Đấy chưa? Cũng như một anh học sinh của thầy, anh Bùi Đức Anh. Anh Đức Anh đã làm được hết cái đề này trong vòng 50 phút. Một cái đề, một cái sự gọi là bất khả thi nhưng bạn ấy làm được. Bởi vì bạn ấy hiểu bản chất. Nha. Nên thầy rất mong muốn tất cả các bạn và các em học
hiểu bản chất để mình thành công. Ok ạ, câu 73. Thầy xin phép là chữa câu 73 cho chúng ta. Thì bây giờ câu 73 như thế này nhá, các bạn tinh ý này. Đây thầy sẽ lý giải chúng ta câu 73, chúng ta cùng nhìn thấy nhá. 73 cho x là axit carboxylic đơn chức. X là axit carboxylic đơn chức, vậy nó sẽ là RCOH. Và y là ancol no đa chức. Y là ancol no đa chức, vậy nó sẽ là R phẩy OH tất cả N lần. Đun hỗn hợp gồm 2,5 mol X với 1 mol Y với xúc tác H24. Giả sử chỉ sẽ ăn phản ứng este hóa thì thu được 2,5 mol hỗn hợp, 2,5 mol hỗn hợp E gồm X, gồm Y và Z. Trong đó Z chỉ chứa chức este, Z chỉ chứa chức este. Được chưa? Tiến hành thí nghiệm sau. Thí nghiệm số 1. Thí nghiệm số 1 là cho 0,5 mol E. Thế thì bây giờ là đề bài cho 0,5, thì bây giờ thầy nhân 3 lên. Thì là thầy lấy 2,5 mol E tác dụng với natri dư, thì thầy thu được hydro, thì số mol hydro này cũng nhân 5. Đúng không? Nhân 5 lại 0,5 nhân 5, 0,35 nhân 5 bằng 1,75. Ok chưa? Tương tự như vậy, thí nghiệm số 2, 0,5 mol E thì bây giờ thầy cũng lấy 2,5 mol E và brom, thì tối đa là 0,5 nhân 3 bằng 1,5. Ok chưa? Phản ứng cộng. Thí nghiệm số 3. Thí nghiệm số 3 thì đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol E, thì E đấy cũng lấy 2,5 mol đốt cháy. Để mol nhá, ghi rõ mol là không nhầm. Mol đốt cháy cộng oxy thì thu được CO2 và H2O. Mình tìm được số mol oxy cũng nhân 5 này. 2,95 nhân 5 bằng 14,75. Được chưa? Biết có 12% axit X đã chuyển hóa thành Z. 12% axit X đã chuyển hóa thành Z. Vậy mình sẽ tìm được số mol Z bằng 2,5 nhân 0,12 bằng 0,3. Vậy mình sẽ tìm được số mol axit dư bằng 2,5 trừ 0,3 bằng 2,2. 2,2 mol axit dư. Được chưa? Thế thì bây giờ thế này, phản ứng este hóa thì nó sẽ làm cho tổng số mol hỗn hợp không thay đổi. Đúng không ạ? Nên số mol nước chính bằng tổng số mol. Đấy, ở trong này nó sẽ sinh ra nước. Thì vậy este hóa không làm số mol thay đổi không? Nên dẫn đến là số mol nước nó sẽ chính bằng là số mol X cộng số mol Y, được chưa? Trừ số mol E. Vậy mình sẽ có số mol X của chúng ta là bằng 2,5. Số mol Y của chúng ta là bằng 1 trừ số mol E của chúng ta là bằng 2,5. Vậy số mol nước của chúng ta bằng 1. H2O bằng 1 mol. Được chưa? Số Y có N nhóm OH nên bảo toàn nhóm COH và OH ta có. Bảo toàn nhóm COOH và OH thì ta có 2,5 cộng với N nhân 1 là N. Được chưa? Thì bằng số lượng nhóm chức thôi. Nhá. Bằng số lượng nhóm chức của nó. 2,5 cộng N thì bằng này. Z này là hai chức este. Hai chức este, đâu chức este là 0,3 thì nó sẽ bằng là tổng điện, tổng số mol chức điện. Chức este thì nó sẽ là este mình vẫn chưa biết nhỉ. Este thì mình vẫn chưa biết, mình vẫn chưa ghi được, đúng không? Thì nó sẽ bằng là đây ạ. 1 này nhân với 2, đúng không? Ôi tôi chết rồi. Tự nhiên bị xóa mất. Đây ạ. Một nhóm OH này thì nó sẽ bằng 1 nhân 2 này. Cộng với này. Mình sẽ có ở đây là cái số chức ở bên trong thằng X là 2,2. Số mol của thằng X còn lại là 2,2. 2,5 nhân cộng với N thì bằng 1 nhân 2 là số mol ở bên nhóm, số mol nhóm OH ở bên trong nước rồi. Bên trong thằng X là còn là 2,2. Thế thì mình cũng chẳng cần quan tâm đến X, đúng không? Mà ở đây nó sẽ bằng là
chức este ở đây là 0,3 này. Chức este ở đây là 0,3. Chức este ở đây là 0,3. Thế thì nó sẽ bằng là 1 nhân 2 số mol chức. Chức este đề bài cho chúng ta là chưa có cái gì cả, đúng không? Chưa có cái gì để làm cả. Chức este đề bài cho ta là xem nào. Đâu nhỉ? Các bạn đợi thì xíu. Hỗn hợp E là bằng 2,5. 2,5 này trừ đi 1 thì còn là 1,5. Đúng không? 1,5. Hỗn hợp E này thì mình sẽ có đây rồi. 2,5 cộng với 1. 2,5 cộng với 1 thì bằng 3,5. Đấy, 1 cộng 2. Đấy, 2,5 cộng với 1 là bằng 3,5. 3,5 mà nhân 2. Được chưa? 3,5 nhân 2. Đây ạ, 3,5 nhân 2 đây. Đây là mình cũng tìm được số mol OH này. Sẽ bằng là 1,75 nhân 2. Được chưa? 1,75 nhân 2 luôn. Nhân 2 bằng 3,5. Được chưa? Đây, số mol nhóm OH đây chính bằng là 3,5 này. Thì đây chính là 3,5. Không phải, thế thì làm sao mà ra được là đâu, không phải, đây là 3,5 luôn. Thầy nhầm. Bởi vì đây là số mol nhóm OH mà. 3,5 thôi. Đúng không ạ? Xem nào, không phải. Đúng rồi. Vậy ngay tức đến đây mình tìm được N. N bằng này, 3,5 cộng 2 là 5,5, 5,5 trừ 2,5 N bằng. Chỗ này 1 nhân 2 nhá. Rồi. 3,5 cộng 2 trừ đi 2,5 bằng 3, N bằng 3. Vậy suy ra anh Y của chúng ta là có 3 chức. Nhá, suy anh Y chúng ta có 3 chức. Anh Y có 3 chức. Bây giờ mình có này, số mol brom bằng 1,5. Số mol brom bằng 1,5. Đúng không? 0,5 nhân. Tôi chết, nhầm. Chỗ này nhân 3 lên chứ, nhân 5 chứ ạ. Brom là 0,5 phải nhân 5 cơ mà. Thì bằng 2,5. Số mol brom bằng 2,5. Số mol brom bằng 2,5 thì suy ra số mol của X chính bằng số mol của brom và bằng 2,5. Nhưng mà đây chỉ cho 0,25. Số mol E cộng brom mà số mol brom bằng 2,5. Bằng chính số mol X, đúng rồi, bằng chính số mol X. Nên suy ra trong thằng X của chúng ta bắt buộc có một nối đôi CC. Suy ra X có một nối đôi CC. X chúng ta bắt buộc có một nối đôi CC. Vậy bây giờ mình quy đổi hỗn hợp ạ. Suy ra quy đổi hỗn hợp ban đầu. Bây giờ thầy sẽ quy đổi hỗn hợp ban đầu thành là C2H3COOH. Thì lấy cái khung nó là 2,5. Được không? C3H5OH 3 lần. Đây, N bằng 3 này. Thì số mol nó là 1. Được không ạ? Và CH2 số mol nó là X. Ok chưa? Thế thì bây giờ tác dụng với oxy đi. Để bài cho tác dụng oxy thì hết 14,75 này. Tác dụng với oxy hết 14,5. Thì mình sẽ có là số mol oxy để 14,75 sử dụng phương pháp nhẩm hệ số oxy nhá. Thì nó bằng là 2,5 nhân 3 cộng với lại 1 nhân 3,5 cộng bao nhiêu x nhỉ? Đây là 2 thì đây là 1 cộng 1, 1 cộng với lại 2 chia cho 4. 1 cộng 0,5 là 1,5 cộng 1,5x. Được chưa? Vậy hoàn toàn nên mình tìm được x. Hoàn toàn nên mình tìm được x. 14,75 trừ đi 2,5 nhân 3 trừ đi 1 nhân 3,5 bằng chia 1,5 bằng 2,5. X bằng 2,5. Vậy ngay lập tức mình sẽ suy ra được, đây, số mol của CH2 chính bằng số mol của CH3COH. Nên suy ra chất X của chúng ta nó chính là
C3H5COOH. Thế cho nhanh. Đúng chưa? Số mol là 2,5. Ok chưa? Và chất Y của chúng ta là C3H5OH 3 lần. C3H5OH 3 lần. C3H5OH 3 lần. Với số mol là 1. Ok chưa? Với số mol là 1. Vậy suy ra anh Z của chúng ta, suy ra anh Z của chúng ta nó sẽ là anh C3H5COO tất cả 3 lần C3H5. Và số mol Z nó sẽ bằng là 2,5 nhân với 0,12. Được chưa? Chia cho 3 bằng, vừa nãy mình tìm được rồi đấy, 0,3 mà. 0,3 chia 3 bằng 0,1. Để bài hỏi cái gì ạ? Phần trăm khối lượng của Z trong E. Thế mình tìm được khối lượng của Z luôn. Suy ra khối lượng của Z bằng 0,1 nhân mở ngoặc đơn này, 12 nhân 3 cộng 5 cộng 44 đóng ngoặc đơn, nhân 3 cộng cộng với lại 12 nhân 3 cộng 5 cộng 12 nhân 3 cộng 5 bằng 29,6. MZ bằng 29,6. Vậy bây giờ mình đi bảo toàn khối lượng để mình tìm được khối lượng của E. Đúng không? Mình đi bảo toàn khối lượng, mình tìm được khối lượng của E. Khối lượng của E bằng MX cộng MY trừ M nước. Đúng không? Bảo toàn khối lượng, mình có khối lượng của hỗn hợp E bằng MX cộng MY trừ M nước. MX đây bằng đây 2,5 nhân với mở ngoặc đơn 12 nhân 3 cộng 5 cộng 45 đóng ngoặc đơn cộng với 1 nhân 92 bằng 307. 307 mà trừ đi số mol nước, số mol nước là 1, trừ đi 18 bằng 289. Vậy hoàn toàn mình tìm được phần trăm khối lượng của Z bằng 29,6 chia N bằng nhân 100%. 10,24%. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Các bạn thấy không? Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Đây là câu khó nhất trong đề năm nay. Nhắc thầy nhắc lại với các bạn, đây là câu khó nhất trong đề năm nay. Và thầy vừa mới giúp đỡ cho tất cả các bạn và các em giải được chính xác câu này. Bây giờ chúng ta sẽ sang câu, bây giờ chúng ta sẽ sang câu cuối cùng trong đề năm nay nhá. Rồi ta sẽ sang câu cuối cùng trong đề năm nay. Câu cuối cùng. Thông báo với tất cả các bạn và các em rằng là đáp án thì đã được team Minh Mê Linh cập nhật hết lên trên fanpage nhá. Các bạn có thể theo dõi fanpage. Ok không ạ? Cuối cùng ạ, câu cuối cùng. Câu lấy điểm 10. Thầy cố gắng chữa cho chúng ta hết điểm 10. Ok, lấy 10 chứ. Câu điểm phân rất hay. Và câu điểm phân này là thầy đã tủ chung lượng khí thoát ra, để chúng ta nhìn cái bảng nhá, lượng khí thoát ra từ 0 đến T giây là 0,24 mol. Đây, từ 0 đến T giây thì số mol khí nó bằng là 0,24. Ok chưa? Thế còn lại từ T đến 2T giây thì số mol khí nó bằng là 0,66 chứ 0,24. 0,66 trừ 0,24 bằng 0,42. Từ 2T đến 3T giây thì số mol khí thoát ra bằng 1,05 trừ đi 0,66 bằng 0,39. Ok chưa? Thế thì mình nhìn thế này, 0,42 lớn hơn 0,39. Ui, câu này giống y xì như câu thầy đã chữa. Đúng chưa? 0,42 lớn hơn 0,39. Đúng chưa? Và hơn nữa là 0,42 thì nhỏ hơn 2 lần của 0,24. Và 0,42 thì nhỏ hơn 2 nhân 0,24. Mà đáng nhiên là gấp đôi thời lượng lên thì nó phải gấp đôi số mol khí, nhưng đây không. Vậy điều này chứng tỏ rằng suy ra tại thời điểm 2T giây, tại 2T giây, được chưa? Thì chúng ta có cả clo và hiro sinh ra.
được chưa, cả clohydro sinh ra. Và tại thời điểm tê dây thì chỉ có clo, chỉ có clo, ok chưa? Chúng ta nhìn thấy là lượng khí thoát ra tăng đấy, rồi lại giảm xuống, đúng không? Lượng khí thoát ra tăng xong lại giảm xuống, chúng ta nhìn thấy không? Nó tăng lên đến 0,42 xong lại giảm xuống là còn 0,39. Vì vậy nên thời điểm 3T đã có oxy, 3T giây là có oxy, ok chưa? Thế là xong rồi đấy ạ. Ở thời điểm 2T giây đây thì dung dịch này không hòa tan được Al2O3. Tại thời điểm 2T giây, tại thời điểm 2T giây các bạn nhìn thấy không ạ? 2T giây không hòa tan được dung dịch Al2O3. Vậy suy ra tại thời điểm 2T giây không hòa tan được, 2T giây có và không hòa tan được Al2O3, nên suy ra nó sẽ không có H cộng và không có OH trừ, không có cả hai thằng, bởi nó không hòa tan được. Nhưng mà tới 3T giây thì lại hòa tan được, đúng chưa? Nhưng mà đến 3T giây lại hòa tan được, đúng không? 3T giây lại hòa tan được Al2O3. Vậy ngay tức mình suy ra là lúc 2T giây nó phải có NaCl dư. Mình tìm được số mol Al2O3 bằng 6,12 chia cho 102 bằng 0,06 mol. 0,06 mol, được không ạ? Thì ngay lập tức mình sẽ suy ra được bị hòa tan tối đa 0,06 mol. Thì ngay lập tức mình sẽ suy ra được số mol của H2S4. Suy ra số mol H2S4 thì chính bằng là số mol Y. Đây, Y này. Và chính bằng 3 nhân 0,06. Vậy là bằng 0,18. Ok chưa? Thực ra cái này là phải suy từ đây ạ. Cái này cũng 0,06 à. Lúc này là còn H cộng, đúng không ạ? 0,18. Vậy mình sẽ có này, số mol E trao đổi trong T giây, số mol E trao đổi trong T giây của ông ta sẽ bằng, bởi lúc này nó 0,24 thì nó chỉ thoát ra khí hydro rồi mà, thì nó sẽ bằng là 0,24. Trong T giây chỉ có clo, sorry ạ, chỉ có clo thoát ra nên là 0,24 nhân 2 thì bằng là 0,48. Ok chưa? 0,48 mol. Vậy suy ra số mol E trao đổi trong 2T giây, trong 2T giây là bằng 0,48 nhân 2 bằng 0,96 mol. Vậy bây giờ mình xét ở lúc 2T giây, xét ở lúc 2T giây, xét lúc 2T giây thì nó bắt buộc là phải có NaCl dư, như chúng ta đã phân tích từ trước, đúng không? Thì có NaCl dư, đúng không? Mình vừa mới phân tích xong đây này, phải có NaCl dư. Thì có phải ở lúc 2T giây thì mình sẽ có những cái sau này, số mol của anh clo nó sẽ chính bằng là, vẫn có 2T giây thì có cả clo, có cả hydro sinh ra mà, vậy thì số mol clo phải gấp đôi lên, bởi vì số mol E tăng gấp đôi, đúng không ạ? Số mol clo thì mình vừa tìm được là 0,24 rồi, vậy số mol gấp đôi lên là 0,24 nhân 2 bằng 0,48. Vậy mình suy ra được số mol hydro bằng số mol hydro. Số mol hydro thì có phải là bằng số mol E trao đổi của nó, đúng không? Số mol E trao đổi của nó là 0,96 mà trừ đi số mol khí thoát ra. Đây nó có lượng khí mà. 0,66 đây. 0,66 trừ 0,48. 0,66 trừ 0,48 bằng 0,18 mol. Đấy, số mol hydro thoát ra 0,18 mol. Vậy giờ mình đi bảo toàn electron, mình sẽ có là 2 lần số mol đồng cộng 2 lần số mol H2 bay ra thì bằng 2 lần số mol clo. Và ngay tức mình tìm được số mol đồng, số mol đồng sinh ra hay là số mol đồng hay cộng cũng được đấy, thì bằng x bằng, đây đã cho nó là x mà, đây x đây. Thế mình tìm được y rồi nhá, giờ mình tìm x nhá. 2 nhân với clo là 0,48
trừ đi 2 nhân với hydro là 0,18 bằng chia 2 bằng 0,3. X bằng 0,3. Ngon chưa? Ngon chưa? Vừa nãy mình y đấy nhá, vừa nãy mình tìm được y bằng 0,18 rồi nhá các bạn nhá. Đây này. Vừa nãy mình tìm được y đây, y đâu rồi? Y đâu rồi? Y vừa nãy thì tìm được rồi. Ơ? Vừa nãy thì tìm được y rồi mà. Đúng không các bạn? Vừa nãy thì tìm được y rồi mà. Y chạy đâu nhỉ? À đây này, y y này. 0,18, bây giờ thì tìm được x. Ôi. Bây giờ thì tìm được x. X 0,03. Bây giờ thầy đi tìm z nữa là xong. Bởi vì đề bài yêu cầu là x cộng y cộng z bằng bao nhiêu. Bây giờ mình đi tìm z. Thế tìm z mình xét trong 3 t giây. Xét trong 3 t giây. Thì trong 3 t giây mình sẽ có là số mol OH trừ, nó chính bằng là số mol AL 2 lần số mol AL2O3. Vậy là bằng 2 nhân 0,06 thì bằng 0,12 đúng không? Dung dịch sau thì nó sẽ chứa các ion sau này. SO42 trừ bảo toàn này. Đây S42 trừ này. X cộng Y đúng không ạ? X cộng Y. X cộng Y biết rồi. X của chúng ta vừa tìm được bằng 0,3. Y bằng 0,18. Vậy là bằng 0,48. Số mol S42 trừ 0,48. Na cộng là Z. Đúng không? Đây Na cộng là Z đây. Tại sao đây? Z mol NaCl. OH trừ mình vừa tìm được bằng 0,12. Vậy ngay lập tức mình đi bảo toàn điện tích. Ngay lập tức mình đi bảo toàn điện tích. Mình sẽ có này. Z bằng 0,48 nhân 2 cộng với 0,12 bằng 0,48 nhân 2 cộng 0,12 bằng 1,08. Vậy Z chúng ta bằng 1,08. Vậy ngay lập tức mình suy ra được x cộng y cộng z x bằng là 0,3, y là 0,18, z là 1,08 bằng 0,3 cộng 0,18 cộng 1,08 bằng 1,56. Ok. Vậy đáp án đúng của chúng ta là x cộng y cộng z bằng 1,56. Đáp án đúng đáp án B. Bỏ. Các bạn thấy không ạ? Trên đây thầy vừa hướng dẫn cho tất cả các bạn và các em giải full chi tiết đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2022 với mã đề là mã đề 224. Đấy. Và trên đây thì thầy cũng đã giúp đỡ được cho tất cả các bạn và các em nhìn được khái quát tổng quát nhất của cái kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2022. Đây là một đề thi rất là hay và có độ phân mức rất cao. Nhá. Chính vì vậy nên một lời khuyên chân thành nhất thì dành cho tất cả các bạn 2K5 và 2K6 ngay từ bây giờ, đó là hãy học ngay từ bây giờ đi, đừng để nước đến chân mới bơi, đừng để nước đến cổ mới thở, bởi vì thời gian không chờ đợi các em nhá. Thời gian không bao giờ chờ đợi các em, và các em phải cố gắng hết mức ngay từ bây giờ thì chúng ta mới đạt được các mục tiêu về trường top 1. Cảm ơn tất cả các bạn và các em. Và những bạn nào mà 2K5 muốn đăng ký học sớm thì hãy vui lòng inbox cho thầy, bởi vì sang tuần sau thầy đã bắt đầu khai giảng khóa học đầu tiên dành cho 2K5, và đây là khóa học duy nhất mà có chia dạng các bài tập vận dụng cao. Bye bye, chào tạm biệt tất cả các bạn và các em. Hẹn gặp lại chúng ta vào những buổi sau. Bye bye, chào tạm biệt.